Sáng ngày 22 tháng 4, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức phát động tháng công nhân năm 2023, khai mạc tuần văn hóa thể thao công nhân, viên chức, lao động thành phố, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấn mạnh, tháng công nhân năm 2023 có chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nội dung công tác trọng tâm nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công nhân, công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố trao biển tượng trưng tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn tặng đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 2.200 túi quà, 1.900 suất quà, 300 suất trợ cấp, 15 nhà mái ấm công đoàn, thay dầu xe miễn phí 15.000 công nhân lao động, tặng 3.000 vé bơi miễn phí, tặng 1.000 phiếu mua hàng không đồng với tổng trị giá hơn 4,58 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung tổ chức một số hoạt động lớn cấp thành phố bao gồm biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2022, trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật trong công nhân lao động thành phố lần thứ 3, tổ chức chương trình gặp gỡ tháng 5, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố, phát động tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức tháng bán hàng giảm giá vì lợi ích đoàn viên công đoàn và tặng quà, trao trợ cấp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề tháng công nhân năm 2023 là kết nối công nhân, xây dựng tổ chức vì lợi ích đoàn viên công đoàn. Vì trên cơ sở chủ đề đó thì năm nay Liên đoàn Hải Phòng chúng tôi là xây dựng kế hoạch công nhân với rất nhiều hoạt động. Hôm nay với chúng tôi tổ chức với quy mô rất là lớn. Cái lớn này thứ nhất là cái số lượng người tham gia đông hơn và các nội dung hoạt động năm nay cũng nhiều hơn. Có thể nói năm nay là với sự chỉ đạo tổng lực của Liên thành phố thì các công đoàn đang hưởng rất là hoạt động rất sôi nổi. Và sau cái buổi khai mạc ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn vị sẽ tổ chức trong tuần này và trong tuần sau. Trong khuôn khổ chương trình phát động tháng công nhân 2023, tại quảng trường Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như diễu hành biểu dương các lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố, đồng diễn thể dục giữa giờ, khiêu vũ thể thao, chạy xếp chữ, thi kéo co, cắt tóc miễn phí, tầm soát ung thư sớm, thay dầu xe máy miễn phí, tặng phiếu mua hàng và bán hàng giảm giá tới công nhân lao động.